Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhật Bản ngày nay. Tôi là Mai Demizu. Và tôi là Makiko Uchida. Hàng tuần ngay từ trường quay tại Tokyo, chúng tôi mang đến cho quý vị các tin tức mới nhất về Nhật Bản. Từ kinh tế, văn hóa cho đến ẩm thực. Nếu quý vị muốn tìm hiểu những điều đang diễn ra tại Nhật Bản, thì đây chính là chương trình mang đến cho quý vị những thông tin đó. Trong mục vệ tinh kinh tế thế giới, sự thay đổi trong xu hướng chi tiêu của du khách quốc tế đến với Nhật từ mua sắm sang trải nghiệm. Cũng từ mục vệ tinh kinh tế thế giới, những công ty nhỏ của Nhật đang vất vả tìm kiếm các đối tác kinh doanh hướng ra thị trường nước ngoài nhờ sự hỗ trợ của các du học sinh. Chuyên mục Takumi giới thiệu nhà phát triển một kỹ thuật nhuộm vải chưa từng có. Chuyên mục Người dệt ước mơ giới thiệu một công ty trở lại ngoạn mục bằng ghế thiết kế ngay trong lúc đối mặt với nguy cơ phá sản. Đầu tiên hãy đến với phóng sự vệ tinh kinh tế thế giới của Đài Tokyo. Xin mời chị Uchida. Chúng ta sẽ tìm hiểu xu hướng liên quan tới du khách quốc tế. Tôi chắc là cô cũng biết rằng lượng du khách quốc tế đã tăng mạnh trong vài năm qua. Và vào năm ngoái, con số đó đã vượt mốc 19 triệu rưỡi lượt. Tôi được biết là do sự tăng trưởng đó mà chính phủ Nhật đã điều chỉnh mục tiêu thu hút khách du lịch hàng năm từ 20 triệu lên đến 30 triệu lượt, tính đến 2020. Đúng vậy. Và phải nói rằng đó quả là một niềm vui bất ngờ. Và trong khi Nhật đang mong đợi ngày càng nhiều du khách đến đây trong những năm tới, thì đang có sự thay đổi trong cách chi tiêu của du khách tại đây. Gần đây thì truyền thông đã đề cập khá nhiều về vấn đề này. Nhưng nhiều du khách khác đang tiếp tục say sưa mua sắm ở Nhật Bản, mua đồ điện tử ở Nhật và các đồ dùng Nhật, thậm chí cả thuốc không kê toa do Nhật sản xuất nữa. Đúng vậy. Lần đầu tiên đến Nhật Bản, việc mua sắm chiếm phần lớn trong mức chi tiêu của khách lưu trú. Nhưng những du khách quốc tế, sau khi quay lại lần thứ hai hay lần thứ ba, lại dành nhiều hơn cho các hoạt động mà chỉ có thể trải nghiệm ở Nhật. Vậy là họ quay lại để thưởng thức những khía cạnh khác như là sự phục vụ tận tâm kiểu Nhật Bản chẳng hạn. Có vẻ là như vậy. Và đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp đang bắt đầu thúc đẩy các dịch vụ hướng đến du khách nước ngoài để nắm bắt nhu cầu này. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Ginza, Tokyo. Một quận được rất nhiều du khách nước ngoài ghé thăm. 80% trong số đó đến từ các nước châu Á. Một du khách như vậy là Zhao Yang. Tôi đến từ Trung Quốc. Tôi nghe nói có một dịch vụ rất hay ở Nhật Bản. Tôi rất háo hức để xem thử. Rõ ràng, mục đích chính của cô ấy không phải là mua sắm. Vậy thì cô ấy đang đi đâu? Xin chào. Tôi đến đây sau khi xem trang web của cửa hàng. Hôm nay, chị muốn làm tóc như thế nào? Điểm đến của cô là một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Một nhân viên nói tiếng Hoa tiếp vị khách này. Danh mục dịch vụ cũng được in bằng tiếng Trung. Hàng ngày, khi chị mệt, thì da đầu bị căng cứng. Và sức nặng đó sẽ dồn lên trên khuôn mặt của chị. Vậy sao? Dịch vụ trọn gói gội đầu, massage và cắt tóc có giá 7.560 yên. Dù không phải là mức giá rẻ, nhưng cô ấy vẫn có vẻ rất hài lòng. Ở Trung Quốc, bạn không thể có những dịch vụ chăm sóc tỉ mỉ như thế này. Tôi thực sự rất thích và hy vọng sẽ có dịp quay trở lại. Salon này bắt đầu phục vụ khách nói tiếng Anh và tiếng Trung từ cách đây một năm và cho biết số lượng khách nước ngoài đã tăng gấp đôi. Chúng tôi chỉ có một người biết nói tiếng Trung và tiếng Anh, nên chúng tôi sẽ tăng thêm nhân viên và tiếp tục nâng cao chất lượng. Ngày càng nhiều cơ sở chăm sóc sắc đẹp bắt đầu nhắm đến du khách nước ngoài. Xu hướng, giai đoạn chính trong năm 2016 là du lịch làm đẹp. Khi ngày càng nhiều du khách quốc tế quay lại Nhật, họ cũng đang thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn với các dịch vụ liên quan đến chăm sóc sắc đẹp. Tôi không muốn chỉ mua sắm các thứ. Tôi còn muốn đến salon chăm sóc tóc ở Nhật nữa.
Tôi muốn một chuyên gia tóc người Nhật cắt cho tôi một kiểu tóc phù hợp với mình. Lý do của xu hướng này là do du khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Trước đây đi theo nhóm tour, thì nay họ đi du lịch cá nhân, nên họ có nhiều thời gian rảnh hơn. Mối quan tâm thay đổi từ việc mua sắm sang sự trải nghiệm và hoạt động, và những trải nghiệm liên quan tới chăm sóc sắc đẹp bắt đầu thu hút sự chú ý. Nhiều doanh nghiệp khác nhau đã có nhiều động thái để nắm bắt nhu cầu này. Đã sau 9 giờ tối, sau giờ đóng cửa, các nhân viên chăm sóc sắc đẹp họp lại. Quản lý Kazuhiro Sukenaga với vẻ mặt nghiêm túc, anh ấy đang làm gì? Kiểu này giống với mốt dành cho mùa xuân. Gọn gàng, nhưng một vài chỗ lại có gợn sóng. Thực ra họ đang nghiên cứu những kiểu tóc được yêu thích từ những khách hàng đến từ các nước châu Á. Kế hoạch của họ là xung quanh khuôn mặt, chúng ta sẽ tỉa góc 45 độ để tạo cho gương mặt trông gọn gàng. Tỉa xéo là một cách tạo lớp cho tóc và tạo ra hiệu ứng. Bên phải là kiểu tóc mới. Khuôn mặt cô ấy trông thon hơn. Anh cho biết phụ nữ châu Á thường có khuôn mặt tròn. Bằng cách để cho tóc vào sát gương mặt hơn và cắt tóc ngắn bớt, các nét trên gương mặt trông rõ nét hơn. Khách du lịch đến từ các quốc gia châu Á cho biết họ muốn đến salon tóc Nhật Bản bởi vì sự chăm sóc tận tình và kỹ thuật cao. À, trông đẹp đấy, hoàn hảo. Vậy là cửa hàng này quyết định quảng cáo các kỹ thuật cắt tóc của mình và đăng tải nhiều bức hình lên trang Facebook. Kiểu tóc này có tên là Bimba Bob. Rất bắt mắt. Nhưng sẽ hiệu quả chứ? Một khách hàng Trung Quốc đến cửa hàng. Cô cho biết cô đến đây sau khi xem trang Facebook của họ. Cô ấy quyết định đến để làm kiểu tóc Bimba Bob. Phần này tỉa đến đây sẽ phù hợp với gương mặt của bạn. Khách hàng thấy sao? Tôi thấy rất ấn tượng với kỹ thuật cắt tóc ở Nhật Bản. Đương nhiên là tôi muốn quay lại làm tóc ở đây. Sau khi cắt tóc, một bức ảnh nhanh chóng được đăng tải lên trang Instagram của cửa hàng. Họ rất chú trọng vấn đề quảng cáo. Nhưng việc đó thôi thì không thể đủ để thu hút khách hàng ngay lập tức. Tokyo, họ đang tính đến bước tiếp theo rồi. Quản lý cửa hàng, anh Sukenaga, đến thăm công ty lữ hành lớn SIS. Chúng tôi đã thiết kế một kiểu tóc cho khách hàng nước ngoài, gọi là Bimba Bob. Kế hoạch của anh là để cho công ty lữ hành giới thiệu cho du khách nước ngoài về salon tóc này khi đến Nhật Bản. Công ty lữ hành thấy ý tưởng này thế nào? Chúng tôi có dịch vụ này ở tất cả các chi nhánh, và đó là những sản phẩm tiêu biểu mà chúng tôi gợi ý cho khách hàng. Trên tờ rơi quảng cáo là rất nhiều tour, có những từ như đỉnh núi Phú Sĩ, bảo tàng Samurai, để thu hút du khách nước ngoài. Chúng tôi chưa có tư liệu nào liên quan đến làm đẹp, nên chúng tôi muốn giới thiệu với khách hàng các kiểu tóc. Có lẽ là bằng bức ảnh trước và sau khi cắt ở đây. Công ty lữ hành đồng ý bắt đầu giới thiệu kiểu tóc Bimba Bob. Anh Sukenaga vừa rời cuộc gặp.
Tôi thực sự cảm thấy rằng chúng tôi còn có thể làm nhiều hơn nữa. Một điều gì đó lớn hơn nữa. Tôi hy vọng sẽ chiếm được trái tim du khách quốc tế. Du khách đến từ châu Á đang có xu hướng thay đổi từ mua sắm sang trải nghiệm. Liệu các công ty Nhật có thể nắm bắt được nhu cầu đó? Chị Uchida, tiếp theo là gì nhỉ? Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu việc các công ty quy mô nhỏ của Nhật đang tìm lối đi đến với các thị trường bên ngoài biên giới. Hầu hết các công ty lớn thì đã mở rộng ở nước ngoài rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là một việc khó khăn với các công ty nhỏ hơn. Đúng vậy. Các công ty nhỏ có hạn chế về nhân lực và mạng lưới kinh doanh. Nên dù họ có muốn thử nghiệm với thị trường nước ngoài, thì ngay cả bước đầu tiên thôi đã rất khó khăn rồi. Nhưng do tình hình dân số thu hẹp trong thị trường nội địa, tôi cho rằng việc vươn ra thị trường nước ngoài là rất quan trọng với sự sống còn của họ. Chính xác là như vậy. Và hiện nay đã có một dịch vụ hỗ trợ các công ty nhỏ trong công cuộc mở rộng thị trường ra nước ngoài bằng cách khai thác những du học sinh tại Nhật. Mời quý vị cùng tìm hiểu. Soka, tỉnh Saitama. Một nhóm khách nước ngoài đến cửa hàng bán bánh Senbe Soka, một đặc sản địa phương. Các sinh viên đến từ Dubai, Malaysia, Indonesia và Trung Quốc, cùng nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác, đang bày tỏ sự quan tâm với những chiếc bánh giòn truyền thống này. Chào mừng đến cửa hàng Senbei. Chúng tôi muốn đưa Senbei đi khắp thế giới. Họ đang tham gia một dự án quảng bá Senbei ra toàn cầu. Ý tưởng là để cho những sinh viên ngoại quốc này tìm hiểu về Senbei và sẽ bán sản phẩm này ra bên ngoài Nhật Bản. Senbei tốt cho sức khỏe hơn bim bim hay khoai tây chiên. Một ít gia vị của nước tôi muốn làm Senbei bằng các gia vị của tôi. Tôi muốn thử phát triển Senbei của các bạn là món ăn hala, để làm Senbei hala. Họ được học làm bánh Senbei. Lật mặt bánh trong 3 giây. 1, 2, 3. Nó bị cháy mất rồi. Lúc đầu, động tác tay của họ còn hơi lóng ngóng. Nhưng khi họ đã quen, họ bắt đầu tự làm Senbei riêng bằng những nguyên liệu mang theo từ nhà. Nguyên liệu này đến từ đâu? Từ Dubai. Vâng. Những sinh viên này được mời sang bởi Mami Matsumoto, một công ty tuyển dụng với khoảng 2.000 sinh viên quốc tế trên hệ thống đăng ký. Đây là hương vị mà không thể bán được ở Nhật Bản. Chili sauce shrimp. Tôm sốt cay. Senbei độc đáo mà hầu hết người Nhật chưa bao giờ nghĩ đến, đang lần lượt được làm ra. Để mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần biết về thế giới. Tôi rất cảm kích rằng chúng tôi có thể làm việc này tại đây mà không phải đi ra tận nước ngoài. Cô Matsumoto tin rằng dạng hoạt động này là một cơ hội cho các sinh viên quốc tế tìm việc làm tại Nhật Bản và đồng thời giúp các công ty nhỏ tiến ra các thị trường nước ngoài. Các công ty nhỏ có nhiều sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời, nhưng họ không biết làm thế nào để bắt đầu. Bước đầu tiên, chúng tôi giúp họ giao lưu ý tưởng với sinh viên quốc tế. Thông qua sự giới thiệu của cô Matsumoto, một số sinh viên đang làm ra bước đầu. Kai Okudara là một người Mỹ gốc Nhật đời thứ tư đến từ Hawaii. Khách hàng của tháng này là Aoi Eru. Xin hãy tự giới thiệu về bản thân mình. Kai giúp quá trình ghi hình một chương trình giới thiệu các nhân vật thần tượng Nhật Bản với người xem quốc tế. Sau khi tốt nghiệp Đại học Hawaii, anh đã vào học chương trình cao học tại Đại học Tokyo. Lĩnh vực nghiên cứu của anh là: tôi thích văn hóa Nhật Bản như nhạc pop, hoạt hình, truyện tranh, nhân vật thần tượng, phim truyền hình và phim điện ảnh. Tôi đang nghiên cứu về các thần tượng và cách sử dụng mạng xã hội ảo tại đây.
Sau khi tốt nghiệp, anh đầu quân vào một công ty quảng bá văn hóa pop Nhật Bản ra nước ngoài. Tổng hợp làm báo cáo dựa trên các kết quả nghiên cứu khảo sát, anh giúp phát triển các thị trường châu Âu. Vì tôi không phải là người Nhật, tôi không sinh ra và lớn lên tại đây, nên tôi có thể nhìn mọi thứ từ một góc nhìn khác. Hoạt hình phổ biến ở nước ngoài và phổ biến ở Nhật là hơi khác nhau. Họ cho biết sinh viên quốc tế có cái nhìn riêng về Nhật Bản và các thị trường nước ngoài chính là những nguồn lực giá trị. Đó hoàn toàn là bởi cách bạn cung cấp thông tin từ quan điểm của người nước ngoài. Chúng tôi rất biết ơn khi được giới thiệu với những người đến Nhật học những chủ đề về chuyên đề như vậy. Hôm nay, một sự kiện được tổ chức trong một cơ sở trước đây từng là trường tiểu học để hỗ trợ công cuộc mở rộng ra nước ngoài của các công ty nhỏ. Tham gia là cô Matsumoto, người giới thiệu sinh viên quốc tế với các doanh nghiệp. Do nhiều công ty nhỏ gặp khó khăn trong việc tự mình thâm nhập thị trường quốc tế, những sự kiện kết nối như thế này đã được tổ chức ở nhiều vùng khác nhau. Một người đến quầy của cô Matsumoto. Chúng tôi có một loại sợi đã có bằng sáng chế, được làm từ nhiều khoáng chất khác nhau. Nó có hiệu quả giúp phục hồi sức khỏe, hết mệt mỏi. Chúng tôi có sợi đó và nguyên liệu thô. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào biến nó thành thành phẩm. Venex có bằng sáng chế cho một loại sợi đặc biệt, được cho là giúp con người hồi phục sức khỏe, hết mệt mỏi, để phát triển được loại quần áo chức năng bằng loại sợi vải đó và vươn ra toàn cầu. Họ đang tìm kiếm một đối tác. Sinh viên có thể trở thành thế mạnh mà ông cần. Sinh viên tư duy rất linh động. Chúng tôi có nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như là chuyên về robot hay mỹ thuật. Ông Katano cho biết công ty của ông đã trải qua thời gian dài khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác để mở rộng ra nước ngoài. Các công ty Nhật gặp nhiều khó khăn khi xác định nhu cầu tại các thị trường bản địa. Rất khó để tìm được một đối tác tốt. Khó khăn lớn nhất mà các công ty nhỏ muốn mở rộng ra nước ngoài phải đối mặt là tìm kiếm được một đối tác đáng tin cậy. Một tổ chức tín dụng địa phương chuyên phục vụ các doanh nghiệp nhỏ đã bắt đầu đưa ra dịch vụ hỗ trợ. Ngân hàng Cebu Shinkin gần đây đã công bố sự hợp tác với một công ty lớn chuyên cho thuê nhà máy tại Thái Lan cho các doanh nghiệp Nhật muốn đi ra nước ngoài. Anh có thể mở rộng doanh nghiệp bằng cách thuê thêm nhiều nhà xưởng nếu tình hình kinh doanh tốt và thuê ít nhà xưởng nếu tình hình kinh doanh không tốt lắm. Vậy thì sẽ ít nguy cơ hơn. Sử dụng nhà xưởng thuê như vậy, các công ty không mất thời gian tìm kiếm mặt bằng hay nhà máy và chỉ phải trả tiền thuê để thâm nhập các thị trường mới. Các thủ tục hành chính bản địa cũng do phía Thái Lan đảm nhiệm miễn phí. Lý do là chúng tôi nhìn thấy tiềm năng lớn vì trong giai đoạn trước, nhiều công ty lớn hơn, những công ty bậc 1 và bậc 2 trong chuỗi cung ứng đã đến Thái Lan rồi. Các công ty vừa và nhỏ sẽ phụ trợ cho tất cả các công ty bậc 1 và 2 đó. Vậy tại sao công ty này chú ý đến các công ty Nhật quy mô nhỏ? Cũng có một lý do tại sao các tổ chức tín dụng đang tích cực chủ động hỗ trợ các công ty nhỏ mở rộng ra ngoài Nhật Bản. Chúng tôi muốn hỗ trợ về tài chính cho các công ty đã mất tự tin để họ đi ra nước ngoài và để họ vực lại doanh nghiệp. Với các công ty nhỏ, việc mở rộng ra nước ngoài thì khó mà làm được một mình. Điều cốt yếu là tìm được đúng đối tác. Tôi nghĩ rằng mời lưu học sinh làm người khảo sát sản phẩm phục vụ thị trường nước ngoài là một ý tưởng rất hay đấy. Tôi cũng thấy như vậy. Lượng lưu học sinh tại Nhật vào năm tài khóa 2014 là khoảng 184.000 và chính phủ đang hy vọng sẽ tăng số đó lên 300.000 vào năm 2020. Vậy nên vẫn còn rất nhiều đất để phát triển những dịch vụ như vậy. Và bằng cách xây dựng một mạng lưới rộng khắp, việc tiến hành nghiên cứu thị trường nước ngoài sẽ dễ dàng hơn. Việc có thể thuê nhà xưởng ở nước ngoài cũng rất hữu ích.
Đúng vậy. Công ty cho thuê nhà xưởng ở Thái Lan, cũng cho thuê nhà xưởng ở Việt Nam và Indonesia. Nhờ tận dụng ưu thế của những dịch vụ này, các công ty nhỏ có thể nhắm đích tốt hơn vào việc mở rộng doanh nghiệp đến các thị trường khác. Và sau giờ giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại với một tập Takumi. Quý vị đang xem Nhật Bản ngày nay. Tiếp theo là Takumi từ góc nhìn khoa học, một chương trình do đài NHK sản xuất. Takumi trong tiếng Nhật có nghĩa là nghệ nhân. Nó là một từ thường dùng để miêu tả một người có kỹ năng phi thường trong một nghề kỹ thuật nào đó. Vậy Takumi hôm nay là ai? Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu hai người đã phát triển kỹ thuật dùng đá quý để nhuộm vải. Dùng đá quý để nhuộm vải ư? Nghe thật là khó tin. Làm sao họ có thể làm được điều đó? Kỹ thuật này được phát triển ở Kiryu, tỉnh Gunma, nằm ở phía bắc Tokyo, nơi nổi tiếng về ngành dệt vải từ 1.300 năm trước. Dù vậy, trong những năm gần đây, tình hình kinh doanh đang suy thoái, chủ yếu là do hàng nhập khẩu giá rẻ ồ ạt tràn vào. Nhưng nhờ áp dụng phương pháp đã tích lũy qua nhiều thập kỷ, vùng này đã thành công trong việc phát triển một kỹ thuật nhuộm mới. Chính xác thì kỹ thuật đó như thế nào? Trước tiên, đá quý được nghiền thành bột mịn, rồi dùng bột đó để nhuộm sợi. Thật là kỳ diệu, có phải không nào? Tôi nghĩ là các kỹ thuật mới như thế có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một ngành. Đúng vậy. Và để khuyến khích sự nghiên cứu phát triển đó trở thành công nghệ sản xuất vải, chính quyền tỉnh Gunma đã thành lập một trung tâm thử nghiệm và đang làm về nhiều công nghệ mới cùng với các công ty địa phương. Hôm nay xin mời quý vị tìm hiểu về hai người đã sáng tạo ra cái gọi là nhuộm đá quý. Xin chào, tôi đang có mặt tại thành phố Kiryu, tỉnh Gunma. Vùng này có lịch sử lâu đời khoảng 1.300 năm sản xuất vải. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một loại vải mới có liên quan đến đá quý. Hãy cùng tìm hiểu các bí ẩn của nó nhé. Xin chào, tôi là Michelle Yamamoto. Xin chào cô. Xin chào. Hôm nay tôi đến thăm Hajime Shinoda, người điều hành công ty sản xuất vải, và Hiro Kubokawa là một nhà nghiên cứu ở phòng thí nghiệm vải tỉnh Gunma. Công ty của Shinoda đã được thành lập cách đây 75 năm. Đây là sản phẩm tiêu biểu của công ty ông. Wow, nhiều quá! Khăn cổ, khăn choàng. Thực ra họ đã phát triển hơn 10.000 mẫu khác nhau. Sản phẩm mới nhất của họ là khăn quàng làm từ đá quý. Trời ơi, đẹp quá! Khăn choàng được dệt mịn và được nhuộm bằng nhiều màu sắc rất tinh tế. Độ bóng của lụa và chất lượng dệt rất cao cấp. Nhưng tôi không thấy viên đá quý nào ở đây cả. Màu sắc của khăn chính là do đá quý tạo ra. Chiếc khăn được nhuộm bằng đá. Nó được nhuộm bằng đá quý ư? Tôi soi chiếc khăn dưới kính hiển vi để nhìn rõ hơn. Từng sợi vải được phủ bởi rất nhiều hạt nhỏ li ti. Những hạt này chính là đá quý và chúng được nghiền nhỏ kích thước chỉ vài micron. Màu đỏ là từ đá jasper hồng bích, màu xanh dương là từ đá thiên thanh lapis lazuli và màu xanh lá là từ đá lông công malachite. Đặc biệt, vải được nhuộm bằng cách phủ lên từng sợi vải bằng các hạt đá quý. Ý tưởng tạo ra sản phẩm này đến từ Kubokawa, người có sở thích sưu tập đá quý. Khi công ty của Shinoda đang tìm kiếm ý tưởng mới cho khăn choàng, Kubokawa đã đề nghị dùng đá quý để nhuộm màu cho chúng. Tôi sưu tầm đá quý do sở thích, nên tôi nghĩ việc phát triển màu nhuộm bằng đá quý hẳn sẽ rất thú vị. Màu nhuộm làm từ đá quý, tôi nghĩ bây giờ đây là điều chưa có ai nghĩ ra. Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhu cầu, nên chúng tôi đã bắt tay vào phát triển sản phẩm ngay lập tức. Cả hai đã mua đá quý và làm ra màu nhuộm, nhưng quá trình đó đã gặp rất nhiều thách thức. Đây là đá sôn, nó thường được dùng làm chất nhuộm.
Để nhuộm vải bằng đá như đá sôn, thì vải phải được luộc trong nước cùng với lượng lớn đá. Trong phương pháp nhuộm này, chỉ có một phần nhỏ của đá sôn hoặc màu nhuộm bám vào vải. Nếu là đá quý thì quá tốn kém. Nên Kubokawa đã phát kiến một phương pháp nhuộm mới. Đầu tiên, vải được chuẩn bị bằng cách ngâm vào trong dung dịch nhựa đặc biệt. Tiếp theo là chuẩn bị màu nhuộm. Các hạt đá quý được nghiền mịn và được đổ vào nước, trong đó có trộn một chút chất hoạt động bề mặt. Và khi ta cho vải vào trong hỗn hợp đó, thì như một phép màu, nước ngay lập tức bắt đầu trở nên trong suốt và màu đã được hút hết vào trong vải. Điểm cốt lõi của quy trình nhuộm này chính là tĩnh điện. Khi đá quý được nghiền thành các hạt và cho vào nước, nó nhận được điện cực âm. Dung dịch nhựa thì tạo thành điện cực dương cho vải, nên vải hút các hạt đá điện cực âm. Bằng phương pháp nhuộm này, để nhuộm một tấm khăn, chỉ cần 3 gram đá quý. Trước đây, vải sản xuất ở Kiiru, thành phố nơi có trụ sở của công ty ông Shinoda, là một sản phẩm xuất khẩu quan trọng của Nhật, nhưng qua năm tháng, nhiều nhà máy địa phương đã phải đóng cửa. Shinoda hy vọng rằng những chiếc khăn đá quý của ông sẽ giúp ông hiện thực hóa một trong những giấc mơ của mình. Tôi muốn mọi người nghĩ đến vải Kiiru là một đẳng cấp kỹ thuật vượt bậc. Nếu tôi có thể hoàn thành được điều đó, tôi hy vọng sẽ giúp cho ngành vải địa phương quay về thời hoàng kim một thuở. Đó là mục tiêu của tôi. Công nghệ tạo nên những sản phẩm của chúng tôi thực sự là tối tân. Tôi hy vọng rằng Shinoda có thể biến niềm hứng khởi với sản phẩm này thành doanh số lớn. Tôi biết tôi phải làm gì rồi. Tôi trông cậy vào anh đấy. Vâng, tất nhiên rồi. Tôi thực sự rất thích màu sắc của những sản phẩm này. Chúng thực sự quá đẹp. Rất đẹp đúng không? Kỹ thuật do hai Takumi phát triển dùng màu thật của đá quý, không hề dùng thêm các màu khác hay phẩm khác, nên đã tạo ra được màu sắc tự nhiên, độc đáo. Những ý tưởng như vậy có thể đem đến sự hồi sinh cho thị trấn vải truyền thống. Và sau giờ giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay với chuyên mục Người dệt ước mơ. Quý vị đang xem chương trình Nhật Bản ngày nay. Tiếp theo là chuyên mục Người dệt ước mơ, nơi chúng tôi giới thiệu những kỹ thuật và công nghệ của các công ty quy mô nhỏ của Nhật Bản. Tiếp theo, chúng tôi mang đến cho quý vị phần 2 của phóng sự về nhà máy ghế Miyazaki Chair, một công ty có trụ sở ở Naruto, tỉnh Tokushima. Và công ty này đã sản xuất ra nhiều chiếc ghế do họ tự thiết kế. Tôi được biết nhờ phát triển ghế thương hiệu riêng mà công ty này đã hồi phục từ bờ vực phá sản. Đúng vậy, họ vốn là một nhà thầu phụ, chuyên làm ghế cho bộ bàn trang điểm của các thương hiệu lớn. Nhưng do hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập từ cuối thập niên 90, nhiều khách hàng của họ đã chuyển khâu sản xuất ra nước ngoài và công ty đã phải xoay sở để có thể tồn tại. Đó chính là lúc chủ tịch công ty quyết định rằng nếu không thể cải thiện được doanh số, thì họ thà làm ra những sản phẩm mình muốn làm và bắt tay tạo ra thương hiệu riêng. Chắc là phải trải qua một thời gian rất dài. Chắc chắn rồi. Dù làm việc với nguy cơ đóng cửa luôn rình rập, nhưng cuối cùng họ cũng đưa ra một sản phẩm thành công. Vậy đặc điểm của ghế họ sản xuất là gì? Chúng ta có một số bức hình đây. Điểm nổi bật là các chiếc ghế đều có cấu trúc đơn giản, nhẹ nhưng rất chắc chắn. Một đặc điểm nữa là các đường cong tinh tế. Chất lượng cũng là một trọng tâm lớn. Chính xác. Để đáp ứng được những nhu cầu cụ thể của khách hàng, công ty chỉ cung bán sản phẩm đặt hàng và mỗi chiếc ghế đều có mã số seri và bảo hành sửa chữa suốt đời. Wow, điều đó cho thấy họ cực kỳ tự tin rằng những chiếc ghế họ sản xuất không hề hỏng thậm chí sau nhiều năm sử dụng. Có thể nói như vậy, nghề kỹ thuật này đã thu hút nhiều thợ trẻ đến từ khắp cả nước và hiện nay họ đang có một số nhân viên ở tuổi 20 từ các tỉnh ngoài. Quả thật là rất ấn tượng, đặc biệt là khi các công ty ở nhiều vùng xa đang khó khăn tìm nhân viên do dân số lão hóa và bị thu hẹp. Đúng vậy. Xin mời quý vị hãy đến thăm công ty này cùng với nhiếp ảnh gia Marco Azuma.
Đây là một cuộc triển lãm tổ chức bởi một công ty không có gì ngoài ghế. Được trưng bày là 74 loại ghế độc nhất vô nhị được làm trong suốt 15 năm qua. Hầu hết đều có giá từ 40 đến 50 nghìn yên, nhưng một vài chiếc có giá hơn 100 nghìn yên. Người chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm được người yêu ghế khắp cả nước ngưỡng mộ là chủ tịch công ty Masahiro Miyazaki. Ông cho biết doanh nghiệp ông từng khó khăn đến nỗi ông như chạm đến đáy vực thẳm. Tôi cảm thấy công ty như đã từng chết và biến mất rồi, nên tôi quyết định thà làm cái gì đó cho một ai khác. Chúng tôi có thể tiếp tục làm điều mà chúng tôi thực sự muốn làm. Từ một nhà thầu phụ trở thành một thương hiệu riêng, phía sau đó là tâm huyết với nghề làm ghế của chủ tịch công ty. Từ lâu, vùng này đã nổi tiếng với nghề làm bàn trang điểm. Lúc bấy giờ, loại bàn trang điểm ba gương là vật không thể thiếu của các cô dâu. Thật hoài cổ. Nhà máy ghế Miyazaki được thành lập năm 1969. Lúc đấy, họ làm ghế cho bàn trang điểm ba gương theo hợp đồng cho các thương hiệu lớn. Đây là chủ tịch Masahiro Miyazaki. Nhờ những kỹ thuật tích lũy từ việc làm ghế cho bàn trang điểm, ông bắt đầu phát triển sản phẩm mới. Đến thăm Miyazaki Chair là nhiếp ảnh gia Mako Azuma. Mọi thứ được tạo ra một cách tuyệt vời từ lâu rồi. Chủ tịch đưa chúng tôi đến nơi lắp ghế. Có cả những cô gái trẻ. Cô Azuma nhận ra có một số cô gái trong nhà máy. Họ thu hút công nhân trẻ tuổi từ khắp nơi trong cả nước. Một nửa số đó là phụ nữ. Tất cả đều biết đến ghế Miyazaki khi thương hiệu riêng của công ty bắt đầu tạo tiếng vang cho mình và vào công ty làm việc với ước mơ làm ra những sản phẩm độc đáo như vậy. Nhà máy ghế Miyazaki đã từng bên bờ vực phá sản chỉ ngay trước khi họ sản xuất ghế tự thiết kế. Ông Miyazaki, người đã tiếp quản doanh nghiệp sản xuất bàn trang điểm từ bố mình, đã nhận thông báo từ một khách hàng lớn vào những năm cuối thập niên 1990 rằng họ sẽ không tiếp tục sản xuất ghế trong nước nữa. Ghế Miyazaki đã mất nhiều hợp đồng do sản phẩm nhập khẩu giá rẻ. Ông Miyazaki nghĩ, nếu phá sản, vậy thì chúng tôi sẽ làm những chiếc ghế mà mình thích. Vậy là ông bắt đầu làm ghế tự thiết kế. Vài năm tiếp theo, luôn trong tình trạng lo sợ phá sản và thiếu ngủ, ông Miyazaki tiếp tục làm về những chiếc ghế với thương hiệu riêng của công ty. Và chiếc ghế hoàn thành vào năm 2004 đã trở thành sản phẩm thành công đầu tiên của họ. Nhiếp ảnh gia Mako Azuma mang theo thiết bị của mình và đến một khu vực sản xuất khiến cô tò mò nhất. Ở đó, cô thấy có một cô gái đang rất chăm chú làm việc. Chisato Morimoto đến từ Osaka. Cô ấy vào làm tại công ty ghế Miyazaki sau khi tốt nghiệp đại học. Đến nay, cô đã có hơn 7 năm kinh nghiệm. Cô nghĩ ra quy trình hiệu quả nhất để lắp ráp ghế dựa trên thiết kế của chúng. Cô chọn lưỡi dao tốt nhất cho việc đó và thậm chí còn cài đặt chương trình trên máy. Dù lần đầu làm chưa tốt, thì tôi sẽ thử lại và có thể sẽ được. Tìm ra cách là một điều rất thú vị. Hóa ra cô cũng rất quyết liệt, mặc dù thoạt nhìn thì lại rất dè dặt. Cô Morimoto cho biết cô bị hấp dẫn bởi các khả năng của vật liệu gỗ. Cô Azuma chụp ảnh cảnh cô ấy làm việc. Yuichiro Kado đến từ Sendai. Anh đã đầu quân vào đây 2 năm trước.
Nơi này cung cấp một môi trường mà thậm chí những nhân viên trẻ cũng có thể thử thách bản thân, miễn là họ có động lực. Anh đang làm gì vậy? Tôi đang hoàn thiện thiết kế. Cái này sẽ gắn vào các chân ghế và tôi đang cố tìm ra cách gắn. Sau khi anh hoàn thành, anh đưa nó tới xưởng luôn phải không? Đúng vậy. Tôi còn làm với máy móc và thử sản xuất ra sản phẩm. Anh Kado mới làm ở đây 2 năm, nhưng rất mong muốn phát triển nhiều sản phẩm mới. Anh đã xung phong ngay khi có cơ hội. Anh nghiên cứu những chiếc ghế do các tiền bối làm ra và suy nghĩ rất thấu đáo về cách tốt nhất để làm ra một cái gì đó theo phong cách riêng. Tôi muốn biết cách nối các khung cong. Các sản phẩm hiện tại là những ví dụ cực kỳ tốt, nên lúc đầu tôi rút ra một thiết kế theo cách này và rồi thử lắp ráp nó. Anh cũng xin lời khuyên từ những người thợ lớn tuổi hơn. Bên cạnh chủ tịch công ty thường xuyên đào tạo nhân viên, các nhân viên cũng tự giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao tay nghề. Kado có động lực. Động lực đó là điều quan trọng nhất. Anh ấy có thể thất bại, miễn là rút ra được bài học. Chủ tịch cho phép chúng tôi thử thách bản thân. Ông bảo chúng tôi hãy thử làm ra sản phẩm, dù việc đó rất khó khăn. Anh Kado dù rất vất vả, nhưng cũng đã có thể hoàn thành sản phẩm mẫu trước hạn cuối. Đặc điểm lớn nhất của quy trình sản xuất ghế ở công ty này là xưởng sản xuất kết hợp với các nhà thiết kế bên ngoài. Các ý tưởng của các nhà thiết kế được tạo thành hình thực tế nhờ tay nghề của thợ ở công ty Miyazaki bằng cách xây dựng rồi xây dựng lại sản phẩm mẫu, mục đích là đưa ra một sản phẩm thương mại. Xin mời xem ở đây. Họ bắt đầu kiểm tra chiếc ghế mẫu của anh Kado. Để tôi ngồi thử lên xem nào. Anh sẽ gắn phần mặt ghế như thế nào? Các sản phẩm mẫu được làm lại ít nhất 3 lần. Quy trình này được lặp lại cho đến khi cả nhà thiết kế và thợ đều hài lòng. Chúng tôi đã nghiên cứu mẫu này 1 năm rồi. Thường sẽ mất bao lâu? Có thể mất đến 3 năm. Chiếc ghế này được cải tiến sau khi trải qua hơn 4 mẫu. Lần này, trọng tâm là ở phần tựa lưng. Phần dưới được gọt cho hẹp hơn một chút. Họ có thể làm cho nó trông sang trọng hơn. Để chiều nay tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa. Tôi hiểu rồi. Dựa vào các yêu cầu của thiết kế, anh ngay lập tức chỉnh sửa và lắp ráp các bộ phận. Tôi đã được học hỏi rất nhiều. Từ nay, tôi sẽ có thể đưa ra tất cả những phản hồi này cho những điều mà tôi làm trong công việc hàng ngày. Sau nhiều giờ dành cho việc phát triển sản phẩm, thì đã đến vòng chung kết. Hai anh ấy nghĩ vậy. Chủ tịch đang có nét mặt nghiêm trọng. Đây là cái làm tôi quan tâm. Cuối cùng thì ông ấy đã nói ra. Độ dày ở đây, độ phẳng. Cong hơn thì có tốt hơn không? Chiếc ghế lại được mang về khu vực làm việc lần nữa. Chủ tịch không thể ngồi yên. Ông bắt đầu tự làm. Rõ ràng ông muốn tạo hình cho phần nổi bật nhất, cạnh của phần tựa lưng. Bây giờ thì tốt hơn rồi đấy. Với một người mới vào nghề, đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ. Nhưng làm ra chiếc ghế độc nhất vô nhị thì không có sự thỏa hiệp. Họ quyết định làm một mẫu khác. Nếu nhà thiết kế hoặc nhà sản xuất được đề cao hơn thì đều không hay. Mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau, trong đó cả hai bên đều thống nhất là tốt nhất. Tất cả đều là người sáng tạo. Điều này nghe hơi tự tin quá, nhưng tôi cảm thấy chúng ta có điểm chung.
Ông Miyazaki đã xây dựng lại nhà máy, không có gì hơn một xưởng gia công ghế bằng cách lập thương hiệu riêng. Họ đã làm ra nhiều chiếc ghế độc nhất vô nhị và nhiều nhà bán lẻ khắp cả nước đã quảng bá về chất lượng với khách hàng. Ước mơ của chủ tịch đang được thực hiện bởi những người trẻ làm việc tại công ty. Cô Morimoto đã hoàn thành chiếc ghế đôn mà cô dành 5 năm để phát triển. Nó đã được cho vào dòng sản phẩm mới. Một chiếc ghế đôn tinh tế, vừa nhẹ lại rất thoải mái khi ngồi lên. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Một thương hiệu được xây dựng sau nhiều năm bởi công ty ghế Miyazaki và các nhà thiết kế. Hiện nó đã trở thành một lý tưởng để theo đuổi với các thợ trẻ yêu nghề kỹ thuật. Điều để lại ấn tượng lớn nhất với tôi là tiềm năng và sự ấm áp của gỗ. Và không khí của công ty, nơi mà các nhân viên có thể làm ra những sản phẩm chất lượng và bày tỏ những điều họ muốn làm. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu ra những điều đó một cách tự nhiên. Vài ngày sau, tác phẩm của cô Azuma đến công ty ghế Miyazaki. Quần áo tôi bẩn quá. Vẫn thế mà. Ánh nhìn của anh rất hay, có sự quyết tâm trong đó. Đẹp đấy. Nó làm cho anh trông đẹp trai hơn đấy. Tăng hẳn 20% phải không? Trông đẹp hơn so với lúc bình thường. Nét mặt rất sinh động. Đẹp quá. Cô ấy làm việc tận tụy và điều đó đã được ghi lại trong bức ảnh này. Đó là một kỷ niệm tuyệt vời, sẽ tồn tại mãi. Không có mục đích gì. Lúc đó, chúng tôi làm hết sức mình và nơi chúng tôi đến mới chỉ ở giữa hành trình, vẫn còn cả một con đường phía trước. Tôi nghĩ cô ấy có cái nhìn đầy quyết tâm, chính là đặc điểm của công ty ghế Miyazaki. Nhà máy ghế Miyazaki đã vượt qua nhiều khó khăn và tự mình trở thành một nhà sản xuất của những sản phẩm khiến những người yêu ghế khó tính nhất cũng phải ngoái nhìn. Phía sau nụ cười của vị chủ tịch là sự quyết tâm và lòng đam mê tiếp tục làm ra những chiếc ghế có kỹ thuật tinh tế. Tôi rất ấn tượng bởi những người thợ trẻ ở nhà máy ghế Miyazaki về lòng đam mê của họ với nghề. Tôi cũng vậy, và có thể cảm nhận được tâm huyết mà ông Miyazaki dành cho những người thợ của mình. Tôi nghĩ đó là một lý do chính giúp công ty có thể hồi phục. Thông tin trên đã khép lại Nhật Bản ngày nay tuần này. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thông tin thú vị để chia sẻ với quý vị vào tuần tới. Kính mời quý vị chú ý đón xem.